riêng trong cái lĩnh vực thương hiệu thì P&G đang ngày càng tăng trưởng mạnh về độ phủ, mạnh về thị phần và mạnh về kết quả kinh doanh, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ. Xin chào các anh chị ở trong YouTube hội viên đầu tư giá trị vàng. Thì ở trong nội dung này, ở phần 6, chúng ta sẽ đến với việc phân tích và ứng dụng định giá PE vào cổ phiếu PNG. Thì PNG là một cổ phiếu có thể nói rằng hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ trang sức, thậm chí sắp tiến tới cái vị thế gọi là độc quyền. Thì đây cũng là một doanh nghiệp có cái nền tảng phát triển rất bền vững, mạnh mẽ trong tương lai. Và chúng ta có thể thấy rằng với một cái doanh nghiệp vừa sản xuất, bán buôn, bán lẻ, kinh doanh một cách bền vững thì cái phương pháp áp dụng định giá P trên E là một phương pháp phù hợp, từ đó có thể áp dụng vào. Thì đối với những doanh nghiệp khác cũng vậy, nếu mà cái nền tảng kinh doanh tương đối bền vững thì có thể áp dụng P trên E vào, đúng không ạ? Và hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2023, thì một số các cái thông số về PNG như sau. Về ngành nghề thì là sản xuất, bán buôn, bán lẻ vàng bạc trang sức, tức là doanh nghiệp này không phải là chỉ bán lẻ mà họ còn có cả bán buôn, mà không chỉ có việc bán thương mại mà họ lại là một doanh nghiệp chủ động được cái chuỗi sản xuất. Thế do đó đây là một doanh nghiệp có thể nói rằng có những cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh về cái chuỗi hệ thống giá trị của mình, từ sản xuất đến việc bán. Và cái giá biến động trong 52 tuần là từ 65.900 đồng đến 93.300 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 328 triệu 093 nghìn cổ phiếu, thì nó tương ứng với vốn điều lệ là 3.280 tỷ 930 triệu đồng, và giá thị trường hiện nay là 73.000 đồng vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Vốn hóa thị trường là 24.000 tỷ, vốn chủ sở hữu quý 3 năm 2023 là 9.437 tỷ đồng, EPS là 5.220 đồng và PE là 14 lần, thực ra là khoảng 13.8 lần, PB là 2.5 lần. Phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên là 1,5%, dự kiến là khoảng hơn 4 triệu cổ phiếu. Khen thưởng phúc lợi là khoảng 2,6%, lợi nhuận sau thuế tương ứng với khoảng độ 30 đến 50 tỷ đồng. Tiếp theo, về cái cơ cấu cổ đông và giai đoạn phát triển thì thực sự cơ cấu cổ đông của PNG được đánh giá rất cao. Thì đây là một trong 3 doanh nghiệp ở Việt Nam được đánh giá về cơ cấu cổ đông cao nhất, bao gồm một là FPT, 2 Tri và 3 PNG. Vì sao lại vậy? Vì thứ nhất, họ có một cái sự đại chúng rất lớn của các cái cổ đông lớn. Ví dụ như là các cái cổ đông chất lượng, đây là các quỹ nước ngoài tràn ngập đầy đủ, đúng không ạ? Rồi là ban quản trị của họ cũng rất tốt, với việc tham gia không những là của những người sáng lập ban đầu mà thậm chí là các cái quỹ đầu tư, rồi các cái đối tác, rồi vân vân của họ. Từ đó cho thấy rằng có một cái sự đa dạng đủ lớn và không phụ thuộc vào một nhóm cổ đông nào cả. Anh chị có thể nhìn thấy đây, rất nhiều các quỹ ngoại rất lớn. Tiếp theo là về cái giai đoạn phát triển của PNG thì hiện nay vẫn thuộc cái giai đoạn tăng trưởng, nhờ vào kinh tế thì chúng ta đang tăng trưởng tốt, từ đó tiêu thụ vàng bạc trang sức vẫn có cái sự tăng trưởng cao. Về các mảng kinh doanh thì các mảng kinh doanh chính của PNG chúng ta cần phải tìm hiểu. Đầu tiên là mảng trang sức vàng, thì đây là mảng mang lại cái kết quả kinh doanh chính cho công ty. Thì trang sức vàng thì có giá trị rất cao và cái biên lợi nhuận cũng lên đến vài chục phần trăm. Thứ hai nữa là các cái trang sức phụ kiện liên quan đến bạc, thì cái phần này đóng góp khá nhỏ, cũng không đóng góp quá nhiều, và giá trị của các cái sản phẩm này cũng tương đối thấp. Thứ ba là trang sức cao, fine jewelry, thì đây là hàng trang sức cao cấp. Về cơ bản thì PNG cũng đang có một cái hướng gọi là đánh phủ ở các cái phân khúc từ trung đến cao cấp. Thì cái thương hiệu trang sức này thì bây giờ cũng đang dần dần phát triển và dần dần có một cái vị thế tốt hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái mảng yếu, mảng lớn vẫn là trang sức vàng. Và cuối cùng là trang sức Style by PNG, thì mang tính hiện đại, hàm lượng vàng bạc ít hơn và mang tính trẻ trung, vân vân, phục vụ cho các cái nhu cầu mới. Ngoài ra thì còn có các cái mảng khác gồm đồng hồ, sản phẩm quà tặng doanh nghiệp, dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại, vân vân. Nhưng mà trọng tâm chính vẫn là trang sức vàng. Tiếp theo về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 như sau.
Về doanh thu thì giảm 6,3%, 8,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng. Với lợi nhuận gộp thì giảm 3,4%. Điều này cho thấy biên lợi nhuận vẫn có sự tăng, nhưng về cơ bản kết quả kinh doanh giảm do cái kinh tế vô cùng khó khăn. Và khi kinh tế khó khăn thì thường những cái lĩnh vực liên quan đến hàng xa xỉ sẽ bị giảm mạnh. Thì với cái việc giảm như này còn rất là thấp. Còn về lợi nhuận sau thuế thì lại đi ngang, không giảm. Điều này cho thấy rằng là doanh nghiệp này phải nói là chống chọi với những cái rủi ro rất thấp, rất tốt trong giai đoạn vừa qua. Thì qua việc nghiên cứu các doanh nghiệp đối thủ khác thì thực sự AZFIN thấy rằng đa phần các doanh nghiệp khác lợi nhuận đều giảm một nửa, nhưng PNG thì không giảm. Thị phần các doanh nghiệp khác giảm mạnh thì riêng PNG lại tăng thị phần khoảng độ 3 đến 5% thị phần. Và chúng ta cũng lưu ý rằng cái nền kết quả kinh doanh năm 2022 sau khi thoát Covid là một cái nền kết quả kinh doanh rất cao, tiêu dùng trả thù. Thế thì 2023 kinh tế khó khăn mà lại còn không giảm lợi nhuận thì cho thấy rằng có một cái sự vững mạnh rất lớn ở đây. Và cái điều này chúng tôi còn nhận thấy thêm đó là một cái sự tiết giảm chi phí tốt khi doanh thu và lợi nhuận gộp giảm nhưng mà lợi nhuận sau thuế thì lại không giảm. Còn về cái đây chúng ta nhìn bóc tách các cái mảng kinh doanh thì về cơ bản mảng bán lẻ thì giảm khoảng 10,5%, bán buôn giảm 32,1%, còn riêng mảng vàng thì lại tăng 5,9%. Thì mảng mang lại biên lợi nhuận lớn nhất là mảng bán lẻ, còn mảng vàng thì 24K thì mang lại lợi nhuận không nhiều nhưng mà tăng trưởng. Điều này cho thấy rằng một cái xu hướng của kinh tế khó khăn, người ta sẽ thiên về cái việc mua vàng vật chất để đảm bảo giá trị hơn là việc tiêu dùng liên quan đến trang sức, đúng không ạ? Tuy nhiên thì kết quả kinh doanh vẫn khá tích cực nhờ vào cái biên lợi nhuận mảng bán lẻ vẫn tăng, còn mảng khác thì không đáng kể, đúng không ạ? Còn đây là về liên quan đến gọi là cơ cấu theo kênh, thì kênh bán lẻ rõ ràng là có sự suy giảm nhất định, đúng không ạ? Và xỉ thì có sự cũng giảm, có vàng trang sức thì tăng, đúng không ạ? Thì vị thế của PNG so với đối thủ thì ở đây đó là xem với kết quả kinh doanh 2023 chẳng hạn, chúng ta có thể thấy về cửa hàng thì PNG liên tục mở rộng không ngừng, Doji thì cũng mở rộng nhưng mà rất nhỏ so với PNG thôi, và Doji thì chủ yếu là liên quan đến bán vàng và 24K thôi, còn về vàng trang sức thì rất yếu, 24K biên lợi nhuận mỏng. Và thực sự kết quả kinh doanh của Doji tuy doanh thu rất lớn nhưng mà so với PNG thì cũng chỉ bằng 1 phần 5 thôi, 1 phần 4 thôi. Còn SJC thì là cái và thương hiệu vàng SJC về cơ bản thì ngày càng có hạn do cái vàng SJC người ta không sản xuất nữa. Thế thành anh chị có thể thấy cái vàng miếng SJC thì cao hơn so với vàng bình thường lên đến mười mấy triệu một lượng, đúng không ạ? Rồi là thế giới kim cương Diamond World thì cũng bán trang sức khá nhiều, thì cũng về cơ bản là đi ngang là chính. Rồi Bảo Tín Minh Châu thì về cơ bản là cũng thiên về bán vàng 24K là chính, còn về trang sức thì cũng khá nhưng mà cũng không thể so sánh được với PNG. Thì như vậy có thể thấy rằng riêng trong cái lĩnh vực thương hiệu thì PNG đang ngày càng tăng trưởng mạnh về độ phủ, mạnh về thị phần và mạnh về kết quả kinh doanh, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ. Và hiện nay thị phần PNG thì AZFIN đánh giá khoảng độ gần 40% cái lĩnh vực trang sức có thương hiệu thì gần tiến đến vị trí độc quyền và vẫn tiếp tục tăng. Và đây là cái kết quả kinh doanh dự báo cho năm 2023 thì khoảng độ 1.820 tỷ lợi nhuận sau thuế. Thì còn đây dưới phía dưới là cái cổ tức của PNG cũng về cơ bản là một cái xu hướng tăng trưởng khá là mạnh. Sở dĩ năm 2021 tiền cổ tức giảm là do họ dự phòng, họ sợ rủi ro và họ dùng cái tiền ấy họ để trả bớt nợ, để giảm cái chi phí tài chính. Và sau đó thì đã lấy lại cái tốc độ tăng cổ tức đấy. Đã lên đến 600 tỷ 2022 và 600 tỷ 2023. Và trong thời gian tới khi mà tài chính của PNG ngày càng tốt, nợ vay dòng âm thì có thể là họ sẽ trả cổ tức cao hơn. Thì đây là một cái doanh nghiệp vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức tốt. Tiếp theo về cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng 2023. Thì anh chị có thể thấy là lúc nãy chúng ta có cập nhật về cơ bản là doanh thu thuần thì giảm 9%. Giá vốn hàng bán thì giảm nhiều một chút 10%, từ đó làm lợi nhuận gộp giảm 3%. Doanh thu tài chính thì tăng 254%, chủ yếu đến từ cái việc lãi tiền gửi tăng. Tiếp theo là cái chi phí tài chính thì cũng tăng 27%, do công ty cũng tăng cường vay thêm một ít ngắn hạn để gửi tài chính. Rồi là việc tăng hàng tồn kho phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Thì chi phí tài chính cũng tăng một chút, từ đó cho thấy cái lợi nhuận tài chính là vẫn gọi lợi nhuận tài chính có sự suy giảm nhất định, nhưng mà đây không phải là mặt chính của PNG. Rồi tiếp theo là chi phí bán hàng thì được tiết giảm cùng với doanh thu giảm. Rồi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng vậy, và
lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 3%, lợi nhuận trước thuế giảm 2%, nhưng mà lợi nhuận sau thuế thì lại không giảm. Nguyên nhân được là bởi vì cũng có một phần liên quan đến ưu đãi thuế nhất định và tránh được thuế một số. Từ đó cho thấy là cái kết quả kinh doanh trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn ở cái mặt hàng xa xỉ mà vẫn giữ được cái mức đi ngang như vậy rất tích cực. Thì dự báo quý 4 2023 thì kết quả kinh doanh có thể tăng so với quý 4 2022. Từ đó giúp cho kết quả kinh doanh năm nay chúng tôi dự báo là sẽ tăng so với năm ngoái nhưng mà tăng nhẹ, chưa lớn. Nhưng mà cái điều quan trọng là việc PNG tăng cho thấy là đang chiếm lĩnh được thị phần các doanh nghiệp khác. Từ đó khi kinh tế mà trở lại tốt được từ 2024 thì cái việc lợi nhuận PNG hoàn toàn có thể tăng bùng nổ. Cũng giống như kết quả chúng ta thấy lợi nhuận 2022 tăng so với 2020, 2021 rất mạnh mẽ, đúng không? Đó, chúng ta có thể thấy như vậy. Tiếp theo là về lợi thế cạnh tranh của PNG. Thì phải nói là doanh nghiệp này có một cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Từ đó mới có thể có những cái kết quả kinh doanh tích cực như này. Anh chị thấy Covid 2020 và 2021 lợi nhuận không giảm đáng kể. 2022 trở lại bật ngay lập tức. 2023 rất khó khăn vẫn duy trì đi ngang, đúng không? Đó là một cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Rồi tiếp theo lợi thế là gì? Thứ nhất đó là nguồn nhân lực của PNG này chất lượng cao. Đó là như trước đây thì đó là đội ngũ gọi là thợ kim hoàn, nghệ nhân. Nghệ nhân thì phải được cấp bằng cũng giống như nghệ sĩ nhân dân chẳng hạn. Thì là đội ngũ này là tốt nhất Việt Nam và chiếm 2 phần 3 ở Việt Nam. Tiếp theo là về cái nguồn nhân lực chất lượng cao ấy còn thể hiện qua đó chính là cái đội ngũ marketing, đội ngũ quản trị điều hành rất tốt. Từ đó đưa ra được cái chính sách khiến cho cái công ty này chiếm thêm thị phần trong lúc khó khăn. Rồi tiếp theo là vấn đề thứ hai là thương hiệu mạnh. Thì cái hệ thống phân phối rộng khắp như chúng ta nhìn thấy là hơn 370 cửa hàng lên đến gần 400 rồi. Trong khi các đối thủ khác thì nhiều nhất cũng chỉ 100 thôi. Thì phủ khắp cả nước, từ đó cái nhận diện thương hiệu tốt, đúng không? Hệ thống phân phối tốt. Họ có thể là từ đó thì có thể là mua ở đây, bảo hành ở chỗ kia, khiến cho khách hàng an tâm hơn. Và với cái độ phủ rộng hơn thì rõ ràng cái việc tiếp cận đến khách hàng cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì phải quay lại một cái thương hiệu mạnh, rồi cũng như là cái nguồn nhân sự chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tốt, khiến cho cái doanh số trên mỗi cửa hàng của PNG cũng đang ngày càng tăng. Rồi là bộ máy công ty thì đại chúng thực sự như đã nói về cơ cấu cổ đông. Thì đây là một doanh nghiệp có thể hướng đến cái sự phát triển một cách bền vững mà không phụ thuộc một cá nhân nào cả hay là một cổ đông nào cả. Điều này chỉ có ở ba doanh nghiệp ở Việt Nam. Đó là FPT, RE và PNG. Và văn hóa PNG thì thực sự đã ngấm vào kinh doanh. Họ đang ngày càng mạnh mẽ hơn và ngày càng đồng nhất hơn. Rồi tiếp theo là về cái tài chính thì lành mạnh với nợ vay ròng chỉ 2%. Tức là cái vốn chủ sở hữu lên đến khoảng độ đâu đó khoảng gần 9.000 tỷ. Thì nợ vay đâu đó chỉ ròng chỉ 200 tỷ, phải nói một mức rất thấp. Trong khi hàng tồn kho của họ gần chục nghìn tỷ, thì hàng tồn kho này tính thanh khoản cao và quy ra tiền, thì thậm chí có thể coi là nợ vay ròng âm được. Sức mạnh tài chính tuyệt vời. Rồi tiếp theo là về cái rủi ro đối với PNG là gì? Đó là ngành này nhạy cảm với điều kiện kinh tế, do là hàng xa xỉ, thế do đó kinh tế khó khăn thì sẽ nhạy cảm. Thì chúng ta có thể thấy là tuy nhạy cảm nhưng mà lợi nhuận 2021, 2020 giảm không đáng kể so với trước đó, do cho dù bị Covid, đúng không ạ? 2023 thì đi ngang. Thì điều này cho thấy rằng là có rủi ro do nhạy cảm kinh tế, nhưng mà riêng PNG thì lại chống chọi tương đối tốt, đúng không ạ? Rồi rủi ro thứ hai là một phần nhà đầu tư, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang trang sức hiện đại và trang sức có thương hiệu quốc tế. Thế thành ra điều này cũng ảnh hưởng nhất định đến cái việc phát triển của PNG. Tuy nhiên thì công ty cũng có những cái giải pháp, đó là có các cái thương hiệu cao cấp và hướng đến các cái sản phẩm trang sức hiện đại ít vàng hơn thì cũng đang có. Tuy nhiên thì cái việc để có thể thành công hay không thì cũng phải cần thời gian. Về cái rủi ro thứ ba là ESOP khá cao, khoảng 1,5%. Tính ra giá trị ESOP của công ty này nó cũng mất khoảng độ chục phần trăm lợi nhuận. Và ROE đang có dấu hiệu giảm do là công ty này đang tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu thay vì nợ vay, chả biết nợ rất nhiều. Thì cái giá của việc an toàn đó là ROE giảm. Vậy thì cái triển vọng tăng trưởng tương lai PND nào? Thứ nhất đó là lĩnh vực tiêu thụ trang sức vẫn tiếp tục tăng cùng với thu nhập gia tăng của người dân. Thứ hai nữa là tiêu thụ vàng và trang sức của người Việt vẫn còn thấp so với gọi là những người Đông Á, châu Á.
Thứ ba nữa là xu hướng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu ngày càng ưa chuộng. Đó là một xu hướng chung. Ví dụ bây giờ đi tặng bạn gái chẳng hạn, hay tặng quà thì người ta muốn tặng một thương hiệu đẹp, chứ người ta không phải là đến gọi là một cái cửa hàng truyền thống thì chỉ đánh giày rồi tặng thôi, đúng không? Rồi tiếp theo là P&G thì tiếp tục mở rộng hệ thống mạng lưới liên tục. Về cơ bản P&G này doanh nghiệp đã phủ đâu đó khoảng 63 tỉnh thành rồi. Về P&G thì mỗi năm đều thêm thị phần từ đối thủ. Năm 2023 có thể ước lại thêm 3-5% thị phần. Trong 5 năm tới thì hướng đến 45 đến 50% thị phần trang sức có thương hiệu. Và cái trang sức có thương hiệu này ngày càng ăn thêm thị phần của cái trang sức không thương hiệu. Thì do đó là cái hướng đến cái vị thế gọi gần như độc quyền. Và P&G thì đổi mới trong cái lĩnh vực ứng dụng chuyển đổi số, marketing, mạng xã hội rất hiệu quả. Từ đó thì cái doanh số tăng cao cho dù cửa hàng không mở rộng nhiều. Tiếp theo về định giá P&G. Thì P&G là một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa bán lẻ, bán buôn. Có hoạt động kinh doanh ổn định, tiềm năng tăng trưởng khá khoảng 10% trên năm trong 5 năm tới. Phương pháp định giá phù hợp là PE và so sánh các doanh nghiệp vàng bạc trang sức trong khu vực và trên thế giới có quy mô và vị thế tương đương thì PE khoảng 26 lần. Thì chúng tôi so sánh để các doanh nghiệp vàng bạc trang sức ở Thái Lan, Malaysia, Singapore còn không thể so sánh được với các cái doanh nghiệp trang sức ví dụ như là Tiffany ở Mỹ chẳng hạn, hay ở rất nhiều nơi thì họ định giá cao lắm. Thì với cái định giá của P&G thì trừ đi phúc lợi khen thưởng vân vân thì AFIN cho rằng là hợp lý đâu đó PE khoảng độ 15 đến hơn 20 lần. Thì như vậy AFIN cũng đưa ra ba cái kịch bản. Nếu mà định giá PE 15 lần thì xứng đáng giá là 83 ngàn, cao hơn giá thị trường 10 ngàn đồng, tức là khoảng độ 14%. Nếu mà là PE bằng 18 thì giá đáng 100 ngàn đồng, thì cao hơn thị trường khoảng độ 26-27 tá, thì tương đương với khoảng độ 35%. Còn nếu mà PE bằng 21 tương đương giá 116, thì thực sự là P&G hoàn toàn có thể xứng đáng với các cái mức PE này, tùy vào điều kiện kinh tế khác nhau. Và cái vị thế của P&G dần dần người ta sẽ phải thừa nhận, công nhận và có định giá lại. Tiếp theo là về cái bài tập về nhà đối với các anh chị. Thì việc quan trọng ở đây không phải là P&G định giá bao nhiêu, mà là từ cái đó thì chúng ta học tập ứng dụng được gì để cho lâu dài. Thì cái bài tập về nhà một là tìm hiểu về chiến lược phát triển 3 5 năm tới của P&G thì trong báo cáo thường niên anh chị nhé. Thứ hai là đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng 2023 hoặc 2022 so với đối thủ. Thứ ba là đánh giá các khoản chi phí của P&G trong báo cáo tài chính 9 tháng 2023, xem tiết giảm như thế nào và tương lai có thể tiết giảm không, và anh chị hãy comment phía dưới cái video này để chúng ta sẽ cùng trao đổi và anh chị sẽ hiểu sâu hơn về P&G cũng như là cái phương pháp định giá của chúng ta để áp dụng cho các doanh nghiệp khác. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở những nội dung tiếp theo.